quá mới gặp cho sờ tay cán bộ này. Định định làm gì em đấy? Hả? À, gọt gọt cây. À chuẩn bị cuối năm cắt tiết gà đấy đúng không? Đấy, càng đấy nhà. Vừa mua mấy con gà tre rồi. Lô có bác, chủ quán Phúc Hòa Đông. Hàng hoa rất nhiều đây. Đây không mang cái nào. Ui, toàn hàng đẹp nhỉ. Cục này nó là trời lâu lắm. Đẳng cấp nhỉ. Đấy. Cây của Thắng đây này. Ở đây 4 cây. Nhìn điệu phết. Dáng rất là già đấy. Cây già. Tiền đấy chứ. Tiền đấy. Nghe Thắng bán cục này bao tiền? Một cục chậu tàu mà đi 8 triệu. Này. Cục dưới 6,5 triệu. 6,5 triệu. Nhìn 6,5 triệu hấp dẫn. Ừ. Êm đấy chứ. Ừ. Mặt sau đây. Ai chà, con này ngồi cái hòn đá kinh đấy nhỉ. Con này anh em đi chở một mình đây à? Ốm á. Anh à, căng đấy nhỉ. Ông Thao ốm á. Úi giời, lây rồi. Đốt, muối đốt rồi. Cái này bao tiền đấy nhiều nhỉ? Còn cây dưới này đẹp quá, bao nhiêu tiền? 7 triệu. Cái này? Cái này 600. 600? Ừ, kia 800. 800. Ây giờ. Còn cây giá rẻ nhỉ? Rất dị cây. 7 triệu bạc. Ra núi đây, ra búp đỏ cũng đúng mà ra quả đúng. Đẹp, cái này nó rất khỏe. Nhìn như củ bình vôi. Lâu quá mới gặp cho sờ tay cán bộ này. Định định làm gì em đấy? Hả? À, gọt, gọt đây. À, chuẩn bị cuối năm cắt tiết gà đấy đúng không? Ừ. Càng đấy nhờ. Vừa mua mấy con gà tre rồi. Bọn em chuẩn bị thịt trâu ấy, hôm nào về xếp lên nhé. Thật đâu? Hoa lạc. À đấy. Ok. Năm nào cũng thịt trâu mà. À, về làm tí ấy. Nhưng cho em mượn con dao này nhé. Hay đấy. Nhớ cán bộ quá hôm nay mới ra. Rồi. À, cán bộ vừa hay à. Cứ tưởng đang ở biển chứ. Rồi, về đó, về đó. Đủ cán bộ. Rồi. Đấy. Không rủ là không ra đâu. Bỏ chợ nửa năm nay rồi. Hỏng hỏng. Từ hồi lên nhà mới lại bỏ chợ lên trên. Nhà mới là đợt đen. Chứ đen cả làng đen mà. Có phải mình đen đâu. Bao tiền đấy không? 12. Con này lại phải làm một cái miếng nữa vào đây thôi. Đang là trong cà phê. Nắng làng đẹp quá. Đang là trong cà phê.
cái này nhìn giống cây của ông ấy lắm nhỉ. Bao tiền đi ông? Cũng 12. Này dễ về 12 lắm không ạ? Mới giả 3 triệu rưỡi. Từ giờ đến trưa kiểu gì lên đến chục. Không ạ, yên tâm. Đây, cây của ông Thức đây. Hàng cầm tay. Dây mà rụt gì tí cũng ok đấy. Đấy, cái này được cả hai mặt. Này mà cắt giật được thì đẹp quá. Không biết dây mình ngại, cái ngọn nó bị xoắn quá. Sau nó đuỗn ra, chứ là tạo hình thì quá đẹp rồi. Kinh như ông nhỉ? Ừ. Một hòn đá ông luôn. Đá ông. À. Bao tiền đấy ông? 2,2 triệu. Quá êm ái nhỉ. Ai giời. Hôm nay không có đi rồi, buồn quá. Cái cản. À vừa nhìn thấy kia rồi, vừa đi qua đây rồi. Không có chỗ đổ vào cũng bí lắm. Cứ cẩn suốt cũng mệt lắm. Xin mời ngài. Mày sang bên vườn kìa. Nó là sang bên Gia Lâm. Mày lấy chú. Úi giời, nhưng mà nhà cán bộ đâu có phải muốn đến là đến được đâu. Không, đến được. Cứ đâu có cán bộ. Vừa rồi tưởng cán bộ đi châu Âu rồi. Mấy tháng bỏ chợ. Đợt là đi World Cup nhưng mà bị... Mấy tháng bỏ chợ. Lỡ chuyện hôm trước về. À, đẹp quá. Một hòn đá ong. À, đây là rễ của nó đấy chứ nhỉ? Nhìn lại tưởng sơ dừa. Nó chảy như này. Cái này là thả nước đây. Thả nước đây. Tưởng sơ dừa. Rễ đây cả nhà nha. Toàn bộ là rễ đấy. Ủ ở trên đá. Con cây này là bao nhiêu tiền đấy ông? 5 triệu. Ngọc em ơi. Hoa đẹp. Đấy giá ít đi rồi. Đẹp đấy. Đẹp đi nè. Cây này cây gì em? Hoa em học à? Hoa quanh năm. Đấy là ra lúc bao nhiêu lúc. Hoa đẹp, quả đẹp. Đấy. Quả như quả cà chua. Cây để bao nhiêu hả? Đấy em 200. Đấy, 200 nghìn. Bán giá tại ruộng. Cái này có cả sơn xanh này. Sơn gỗ có gỗ Pháp này. Cái để anh chơi có thì thay chậu đẹp mà tí mua cái chậu bát tràng vào. Thế mà bác mà thay chậu phải 5-700 rồi. Đấy cái chậu nhựa thì em mua thay cái chậu nhựa 10.000 thôi. Cái chậu này nó lâu đời rồi, để nó mài rồi. Đúng. Cái trên này anh bẻ hết đi rồi. Đó. Bao nhiêu? 150. 150. Giờ bán rồi đấy, chắc là bán đấy. Bán rồi. Mở hàng 150 một cây.
hoa hồng các bác nhìn rực rỡ. Hôm nay là ngày rằm tháng 11, đã thấy bán đào rồi các bác, bán đào cành để chơi rằm rồi. Nhìn thấy một cái cành đào, nó không phải là ở trên phố mà quanh cái chỗ nhà mình thôi, mà tôi thấy người ta mua đào rồi, thấy nó cảm giác nó Tết nó quá gần rồi các bác. Đây thì là chắc là hồng trứng rồi. Siêu mini. Hàng một tay bê nhẹ cái chậu đẹp phết nhỉ. Đấy. Mình chả muốn nhấc lên sợ nó nó rơi nó vỡ của người ta đi. Đấy. Bán rồi đấy, 150. Hồng mai đã bán. Ôi, lại bán hết cái xe cây hôm trước rồi à? Bán hết mắt. À, xin chào ngài. Cây đẹp. Ngay lại có sung đẹp không? Há miệng chờ sung. Đấy. Tác phẩm đấy là bao tiền không? Cây sông à? Vâng. Triệu rưỡi. Nó già. Già lắm rồi. Thế thì mới có người há mồm chờ. Nó non thế đâu. Đấy. Đấy, anh em ạ. Còn bác Tường Vi này thì anh Thất này đang giả 2,5 triệu chưa bán. À, thì bao nhiêu thì ông bán? Dạ. Bao nhiêu thì ông bán? 3,5 triệu 3,5 triệu Đấy. Và ông Thức mà đã trả thì là cây rất đẹp rồi. Đây ông Thức này. Ông ơi, mua đi. Rồi. Ông vui đấy. Chúc ông đắt hàng nhá. Tí nữa là ông Thức ông bê đấy. Cây của Hùng Kiều á để kết thúc chợ phiên hôm nay. Ra chợ phiên hôm nay là vui đấy. Có cái xe ô tô lên là vui đấy. Mình cũng có một hai cây thích. Cây của Nghệ Hùng, cây quê hôm trước có quay đây rồi. Ba mấy củ đây. Ba mấy củ đấy. Chỉ có mỗi nhất vời hôm nay là đã chở cây tường vi cây sung ra là bán luôn. Ok, cảm ơn các bác đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.